Các bạn nghĩ sao về nhạc lofi kiểu như này thì hãy để bình luận của mình ở bên dưới nhé, tại vì tôi thực sự là tôi rất thích lofi. Đối với tôi, lofi mà nói thì một trong những thể loại nhạc mà tôi rất hay nghe khi mà tôi làm việc cần cần sự tập trung cao. Thì có gì các bạn comment để lại bình luận ở bên dưới nhé, để chúng mình có thể cùng trao đổi với nhau. Và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dexter Legan. Ngày hôm nay vẫn là tôi, Trần Xuân Trường. Thế nhưng mà cái background ngày hôm nay thì nó hơi khác biệt một chút so với cả cái background lần trước, đúng không? Tại vì ngày hôm nay là tôi đang ở nhà. Và cái thời điểm mà quay cái video này thì đang là ngày thứ bảy, hình như là ngày 20. À đúng rồi, ngày 20 tháng 3 năm 2021, tức thứ bảy ý. Thì cái lý do mà tại sao ngày hôm nay tôi quay cái video ở nhà tại cái góc làm việc của mình, đó chính là tại vì bởi vì tôi vừa mới làm xong công việc ngày hôm nay của công ty của tôi xong. Thì ở bên Pháp này thì tình hình nó cũng không phải là quá là căng, theo tôi cảm nhận được cái lối sống ở bên này thì cũng không phải quá căng. Thế nhưng mà chính phủ mới ra cái điều luật mới, thế nên là bọn tôi phải làm việc work from home nhiều hơn, đấy cũng là chính teletravai. Thì đấy cũng là một trong cái lý do mà ngày hôm nay tôi có quá nhiều cái meeting với cả sếp, với cả khách hàng, với cả đồng nghiệp trong công ty. Nhưng mà cũng may cũng kết thúc cái ngày làm việc, và tối nay và ngày mai sẽ là cuối tuần. Thế nên là tại sao chúng ta không cùng đi đến một cái chương mới trong cuốn sách True Style nhỉ? Thế là cái ý tưởng nó tự dưng bật lên trong đầu tôi thôi. Thế là tôi nghĩ rằng là hay là làm luôn nhỉ? Thế là tôi làm thật. Tôi đang uống trà của Twinning hương vani. Trà đen thì là một trong những cái loại trà mà tôi thích nhất, tại vì nó thanh mà nó có hương thơm. Không biết là các bạn thích loại trà nào. Và có lẽ là giao lưu như thế đủ rồi nhỉ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu đến tới chương 3 mang tên Bold Tie trong cuốn sách True Style. Cái lý do mà tại sao chúng tôi muốn chuyển thể cái nội dung từ cuốn sách qua cái video YouTube, tại vì chúng tôi muốn mang đến một cái kho tàng kiến thức nó đồ sộ hơn cho những anh em mà đang theo đuổi phong cách Classic Menswear tại Việt Nam có thể nắm bắt được và tiếp cận được những cái kiến thức đấy dễ hơn, không như chúng tôi ngày xưa nữa. Ngày xưa chúng tôi muốn tiếp cận những cái kiến thức này thì khá là vất vả. Thế nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn đem lại những cái kiến thức mà căn bản về bộ môn này tới nhiều anh em hơn trong cộng đồng, để chúng ta cùng đi lên phát triển cộng đồng nó vững mạnh và nó tốt đẹp hơn. Thì để làm được điều đó thì chúng tôi đang muốn chuyển thể những cái thông tin từ cuốn sách sang video YouTube, để cho những anh em, những bạn nào mà không có thời gian đọc, ngồi đọc sách thì vẫn có thể nắm gọn được những cái kiến thức cô đọng nhất trong cuốn sách để có thể áp dụng được cho bản thân và mọi người xung quanh. Chúng ta hãy cùng đến tới chương 3 luôn nhé. Tôi nghĩ là chúng ta cần làm rõ một điều trước. Bạn có thể thắt nơ nếu tôi phải nghe thêm câu không thể từ một người đàn ông trưởng thành nữa. Tôi sẽ tự sát mất. Hãy lý trí một chút nhé. Bạn thắt nút nơ suốt ngày mà, ví dụ như dây giày, gói hàng, túi rác, nơ đeo cổ đơn giản chỉ là thắt nơ ở cổ mà thôi. Thậm chí tôi cũng sẽ không hướng dẫn bằng các biểu đồ hay là bức tranh đâu, điều đó là quá trẻ con. Để mà suy nghĩ kỹ thì cái khó khăn nhất với việc thắt nơ là khi chúng ta soi gương để thắt thì hình ảnh bị ngược lại vậy thôi. Hoàn toàn không có thể viện cớ gì ở đây cả. Bạn hãy mua một chiếc nơ cổ và tập thắt. Tinh thần Spare Torah nằm sẵn trong việc kỹ thuật thắt nơ. Một chút lỏng lẻo, một chút không đồng điệu,
một chút không đồng đều, nhẹ nhàng ở phần rìa, vẻ nghiêng ngả phi đối xứng. Đây chính là những cái chúng ta muốn. Đó chính là những cái gì đi cùng với vẻ thanh lịch của sự rối bời. Sự đối xứng hoàn hảo không phải là mục đích hướng tới ở đây. Để đó cho mấy người bị ám ảnh về tiểu tiết đi. Nhân tiện đó thì tôi muốn nhắc tới điều này. Nhất định đừng mua nơ thắt sẵn. Có sự khác biệt đáng kể giữa nơ tự thắt và thắt sẵn. Loại thắt sẵn luôn trông quá hoàn hảo, quá đối xứng, quá cân bằng và không tì vết. Và tôi ghét phải nói thế này, nhưng trong con mắt của những người uyên bác về ăn mặc thì nơ thắt sẵn là dấu hiệu rõ rệt nhất của sự nghiệp dư. Bạn cũng không thể bỏ qua nơ cổ được đâu, dù nhiều người đã từng làm vậy. Suốt nửa thế kỷ trước, nơ cổ được coi là dành riêng cho mấy tay giáo sư, biên tập viên và tri thức có xu hướng nổi loạn. Nhưng vào khoảng cuối thế kỷ nguyên này, xuất hiện một số chàng trai thành thị diện nơ họa tiết parsley màu cam sáng, vàng và xanh cổ vịt, hay chấm bi điệu đà hoặc họa tiết kẻ to. Trông rất là mới mẻ, dù rằng đây có vẻ là sự phản ứng dành cho những quan điểm ngốc nghếch bấy giờ, như đeo cà vạt cùng dinner jacket. Không phải tôi cho rằng mấy người đeo cà vạt cùng dinner jacket nên bị kỳ thị và bàn tán, chỉ là những kẻ đua đòi theo chuyện phù phiếm đó thì không hiểu gì cả. Họ làm theo chỉ dẫn của mấy tay thiết kế thời trang vô vị nổi tiếng thế giới. Nơ đeo cổ có câu chuyện riêng của nó. Đeo nơ buổi tối thể hiện sự tôn trọng truyền thống, nhưng vào ban ngày thì đó là biểu hiện của phong cách dandy cá nhân, đi kèm với một sắc thái tự chủ. Có lẽ đó là lý do tại sao gần đây kiểu ăn mặc này xuất hiện nhiều hơn. Thời trang ngày nay mang tính cá nhân rất là cao. Làm cách nào để cập nhật liên tục mà không bị xa lạ, hứng thú với những cái mới, mà vẫn tôn trọng được những chuẩn mực cũ? Đó là điều những tay chơi đáng mến đều hiểu. Nếu bạn muốn đeo nơ, cái cần hiểu rõ ràng là kiểu dáng. Vào thế kỷ 19, đàn ông đeo đủ loại phụ kiện ở cổ như cravat, shoestring, stock tie và cả ascot tie. Tất cả những cái này hầu hết có trong chương 1 rồi. Nhưng nơ bow tie hầu như luôn được ưu chuộng nhất cho tới những năm 1880, khi phụ kiện cổ dài hơn là cà vạt ngày nay, ý của tác giả là vậy, bắt đầu phổ biến. Kể từ đó, kiểu dáng nơ đeo cổ chủ yếu được phân chia thành hai loại, đều rất phù hợp. Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực sự không hề. Kiểu bướm, đôi khi được gọi là thistle, có phần lá xòe rộng gợi nhớ hình ảnh những cánh bướm. Kiểu này có thể phần đuôi thẳng hoặc là hình kim cương. Kiểu thứ hai là kiểu cánh rơi, đôi khi được gọi là crop, có phần lá thẳng và đuôi vuông. Hai loại kiểu dáng cổ điển không khác biệt lắm về sự sang trọng, nhưng có thể được sử dụng để tạo dấu ấn cá nhân và luôn nên tạo ấn tượng về sự chú ý với tiểu tiết của bản thân. Thời gian gần đây thì nơ cánh rơi nhỏ, màu sáng, thắt nhẹ nhàng để tạo cảm giác hờ hững, không cố ý đang khá là mốt. Từ đó ta có được một hình ảnh đối ngược với sự nặng nề, bảo thủ vốn có trong việc thắt nơ đeo cổ. Ngày nay, sự kết hợp hấp dẫn giữa vẻ phóng túng, thông thái của sự cổ điển cùng một chút tinh nghịch sẽ là nổi bật nhất. Có lẽ từ sắc sảo là từ miêu tả thích hợp trong trường hợp này. Về chất liệu, phụ kiện cổ có thể được thay bằng đủ loại vải, nhưng lụa chắc chắn là tiêu chuẩn nhất. Để phù hợp theo mùa thì có vẻ vải len Charlis dành cho trời mát và vải cotton madras với khí hậu nóng. Quan trọng hơn, không như đồ thắt sẵn, nơ cần có size, nghĩa là dải vải đeo của nơ phải có thể điều chỉnh được sao cho vừa với kích cỡ cổ. Hãy nhìn bên trong phần dây nơ, sẽ có một chỗ khớp để cài móc chữ T. Thật là một thiết kế khéo léo. Kể cả mà nơ rẻ tiền cũng nên có phần khóa điều chỉnh kích cỡ. Cùng với đó, tôi xin trích quy luật quan trọng nhất khi thắt nơ từ cuốn sách của Bazac, The Art of Tie Pink the Cravat. Dù là món đồ treo trên cổ, theo phong cách nào đi chăng nữa, một khi đã thắt nút, dù xấu hay đẹp, thì không nên thay đổi gì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nói cách khác, cứ điều chỉnh xong rồi mặc kệ nó. Tôi xin hết chương 3 của cuốn sách True Style tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video cùng với tôi.
Và tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể anh em đang xem video này có một ngày cuối tuần thực sự vui vẻ. Nếu như ai đó đang đi club, đi bar cùng với bạn bè của mình hoặc là đơn giản chỉ là một bữa tối với gia đình thì hãy tận hưởng một không gian, một cái không gian ấm cúng như vậy nhé. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo.